Chào mừng các bạn đã đến với kênh Sugar Lifestyle. Ở tập trước, trong số 20 chuyên ngành cưới, Dung đã giới thiệu với các bạn nguồn gốc của wedding planner và 5 lý do vì sao mà mình lại chọn một wedding planner cho đám cưới chuyên nghiệp của mình. Và ngày hôm nay trong tập thứ 3 trong chuyên ngành cưới, Dung sẽ giới thiệu với các bạn khái niệm cơ bản về sự khác nhau trong cách thức tổ chức đám cưới của các nước phương Đông và các nước phương Tây và thời gian bao lâu để chuẩn bị một đám cưới hoàn chỉnh nhé. Đám cưới phương Đông rất là ưu chuộng tổ chức đám cưới trong những sảnh tiệc hay còn gọi là ballroom và số lượng khách mời có thể lên đến hơn 1.000 người. Trong 5 năm trở lại đây thì do du nhập nhiều nền văn hóa của các nước phương Tây cho nên đám cưới ngoài trời rất là được ưu chuộng tại Việt Nam với số lượng từ 50 đến 150 khách là rất đẹp cho một đám cưới ở ngoài trời. Trong khi đó thì đám cưới những người phương Tây rất thích tổ chức ở ngoài trời hay còn gọi là destination wedding. Đối với những gia đình công giáo thì đám cưới của họ sẽ được tổ chức trong nhà thờ thiêng liêng. Điểm khác nhau thứ hai là những nghi lễ cho một đám cưới hoàn chỉnh. Như các bạn cũng biết thì Việt Nam mình có rất là nhiều vùng miền, miền Bắc, miền Trung, miền Nam, miền Tây, thì mỗi vùng miền đều có một văn hóa cưới khác nhau. Và ngày hôm nay Dung sẽ giới thiệu với các bạn những đặc điểm cơ bản về văn hóa truyền thống cưới của người Việt Nam mình nhé. Đầu tiên sẽ là lễ dạm ngõ, thứ hai hay còn gọi là lễ ăn hỏi, lễ thứ ba sẽ là lễ thành hôn hay còn gọi là lễ rước dâu hoặc là lễ xin dâu, lễ thứ tư sẽ là lễ tiệc cưới, lễ thứ năm cũng là lễ cuối cùng là lễ lại mặt. Lễ dạm hỏi sẽ là lễ đầu tiên mở màn cho phong tục cưới của Việt Nam chúng ta. Về thủ tục của lễ dạm hỏi khá đơn giản. Theo phong tục truyền thống của người Việt Nam mình thì phía bên nhà trai sẽ mang một ít lễ vật và một ít châu câu qua nói chuyện với phía bên nhà gái. Lúc này thì gia đình nhà trai sẽ xin phép với phía bên gia đình nhà gái chính thức cho đôi trẻ được tìm hiểu nhau và chính thức hai gia đình sẽ thông gia với nhau. Chú rể sẽ thực hiện nghi thức thắp hương lên trên bàn thờ tổ tiên của nhà cô dâu. Đồng thời trong buổi lễ này, hai bên gia đình sẽ thống nhất ngày đẹp tháng đẹp để đôi trẻ có thể về chung một nhà làm đám hỏi và đám cưới. Lễ số 2 sẽ là lễ ăn hỏi. Sau khi chọn được ngày lành tháng tốt và năm hợp tuổi của hai bạn trẻ, dưới sự đồng thuận của hai bên gia đình thì nhà trai sẽ mang sính lễ qua và xin phép phía bên nhà gái được tổ chức đám cưới cho hai con. Sau khi thủ tục ăn hỏi thì nhà gái cũng chính thức công nhận chàng trai chính là một thành viên trong gia đình của mình. Như vậy, sau ngày ăn hỏi thì cặp đôi đã chính thức nên duyên trăm năm với nhau và chỉ đợi đám cưới nữa thôi. Tuy nhiên, theo quan điểm của người xưa, không phải tuổi nào cũng hợp để kết hôn với nhau, cho nên mới có thủ tục kết hôn hai lần. Tuy nhiên, trong lần cưới lần này, cô dâu và chú rể không thực hiện nghi thức trao nhẫn hoặc là tặng quà, chỉ thực hiện nghi thức thắp hương và trao nón cho nhau. Và đến sáng ngày hôm sau, cô dâu phải tự trốn về nhà mẹ của mình, không cho chú rể biết và không cho một thành viên nào trong gia đình chú rể biết. Tuy nhiên, thủ tục cưới hai lần này gặp phải một hạn chế là nếu bên hai gia đình ở quá xa nhau thì sẽ rất là khó thực hiện. Về lễ thứ ba hay còn gọi là lễ thành hôn hay còn gọi là lễ rước dâu, thủ tục xin cưới. Theo phong tục truyền thống của người Việt Nam mình thì mẹ chú rể sẽ cùng những người thân trong gia đình mang sính lễ chầu câu chai rượu và chọn ngày giờ đẹp thông báo cho gia đình bên nhà gái là sẽ qua đón cô dâu về. Truyền thống đó vẫn lưu truyền đến ngày hôm nay. Phía bên nhà gái thì sẽ chuẩn bị nhà cửa sạch sẽ tinh tươm để đón đoàn bên nhà trai qua nhà mình. Thường bây giờ thì bên nhà gái sẽ trang trí nhà cửa rất là rộng rãi và có thể set up những bàn tiệc để đón nhà trai qua bên gia đình của mình. Và lễ thứ tư đó chính là tổ chức tiệc cưới. Lễ cưới mang ý nghĩa tấm lòng chân thành của cô dâu chú rể và sự chính thức ra mắt của cô dâu chú rể đối với gia đình, họ hàng, bạn bè thân thiết và các đối tác, các mối quan hệ trong xã hội. Theo như phong tục truyền thống của người Việt Nam từ rất xưa thì thường lễ cưới được tổ chức tại tư gia hay là trong những cái sân sảnh của gia đình của mình. Tuy nhiên hiện nay thì tại ở các thành phố thì lễ cưới được tổ chức tại các nhà hàng. Hai bên gia đình, nhà trai và nhà gái sẽ thống nhất có thể là sẽ đãi tiệc chung hoặc là mỗi gia đình sẽ đãi tiệc riêng của gia đình mình. Hình thức tổ chức tại nhà hàng khá thuận tiện và tăng tính đoàn kết cho hai bên gia đình. Ngoài ra, theo phong tục truyền thống của người Việt Nam mình về tôn giáo tổ chức đám cưới thì những gia đình theo đạo Phật sẽ tổ chức
một cái lễ gọi là lễ hằng thuần tại chùa. Còn những gia đình theo tôn giáo thì sẽ tổ chức lễ cưới của mình tại nhà thờ. Thủ tục thứ năm là thủ tục lại mặt. Thủ tục lại mặt sau đám cưới được các cặp đôi rất là chú ý với mong muốn một đám cưới thật là trọn vẹn. Phía bên nhà trai sẽ chuẩn bị cho cô dâu và chú rể một lễ vật nhỏ để mang về phía bên gia đình nhà gái. Thường theo truyền thống sẽ là con gà trống hoặc là gạo nếp, với ý nghĩa là phía bên gia đình nhà trai thay lời cảm ơn đến phụ mẫu của gia đình nhà gái. Lại mặt cũng là một dịp để cô dâu có thể trở về với mẹ đẻ của mình và thăm lại gia đình của mình. Về phía bên gia đình nhà gái thì sẽ chuẩn bị một mâm cơm rất là ấm cúng để tiếp đãi chàng rể mới của mình. Đó là năm lễ cơ bản và phong tục truyền thống đám cưới của người Việt Nam mình. Trong khi đó thì một đám cưới tại các nước phương Tây, đặc biệt là ở Mỹ sẽ như thế nào? Mỹ là một nước rất đa dạng về các nền văn hóa vì có rất là nhiều người và văn hóa tôn giáo trên thế giới đổ về. Ví dụ như là người Mỹ bản địa, người Mỹ gốc Phi, người Mỹ gốc Ấn, người Mỹ gốc Á, người Mỹ gốc Do Thái và có rất là nhiều văn hóa của các nền văn hóa. Trong khi đó, một đám cưới hoàn chỉnh của Mỹ sẽ bao gồm tiệc độc thân hay còn gọi là bachelor party, thứ hai hay còn gọi là lễ cưới chính thức, có tên gọi là wedding ceremony, lễ thứ ba hay còn gọi là tiệc cocktail hay là còn gọi là cocktail party, lễ thứ tư hay còn gọi là tiệc tối hay còn gọi là dinner party. Lễ đầu tiên sẽ là lễ tiệc độc thân dành cho cô dâu và chú rể. Lúc này cô dâu sẽ tự tổ chức một lễ tiệc độc thân dành cho bản thân mình cùng với hội bạn của cô dâu. Còn chú rể cũng vậy, chú rể sẽ tổ chức một buổi lễ độc thân của chính mình cùng với hội bạn thân của chú rể. Trong lễ cưới chính thức hay còn gọi là wedding ceremony thì cô dâu chú rể sẽ được làm một cái lễ rất là linh thiêng tại một cái cổng ceremony. Thường lễ cưới chính thức đây là một lễ cưới rất quan trọng trong thủ tục đám cưới tại các nước phương Tây hay còn gọi là wedding ceremony. Thường các bạn xem phim hay là những tài liệu thì cô dâu chú rể thường trong cái lễ này thường đứng mà tại một cái cổng hoa rất là bự ở ngoài trời hay còn gọi là cổng ceremony, được trang trí rất là nhiều hoa và đồng thời đó dưới sự chứng kiến của người chủ hôn cùng với hai bên gia đình và bạn bè rất là thân thiết. Thường lễ wedding ceremony, những người theo đạo tôn giáo thì họ sẽ tổ chức đám cưới của mình trong nhà thờ dưới sự chứng kiến của Chúa và của cha làm chủ hôn. Tiệc cocktail chính là một buổi tiệc giao thoa giữa lễ cưới chính và lễ ăn tối dinner. Trong tiệc cocktail này thì mọi người có thể enjoy, nói chuyện với nhau, chụp hình với cô dâu chú rể và gia đình chú rể, hội bạn bè thân của mình. Thường trong buổi tiệc cocktail này thì mọi người sẽ uống champagne, rượu hay là bia và ăn những món ăn nhẹ của nhà hàng mang đến cho khách hàng. Sau khi tham dự lễ cưới chính của wedding ceremony rồi sẽ đến tiệc cocktail. Sau buổi tiệc cocktail đó là thay lời cảm ơn từ cô dâu và chú rể và gia đình của hai bên đến quý khách mời, đó chính là buổi tiệc tối hay còn gọi là dinner party. Trong buổi tiệc tối này thì mọi người có thể ăn uống, enjoy với nhau, nói chuyện, chơi mini game và các hoạt động khác trong một lễ cưới. Điểm khác nhau thứ ba đó chính là về khâu trang trí. Các lễ cưới của các nước phương Đông được tổ chức trong những sảnh tiệc trang trí rất là cầu kỳ và hoành tráng, thiên về phía trang trí nhiều hơn thiên về chương trình. Những người phương Đông quan niệm rằng đám cưới chính là một dịp thể hiện gia thế và vị trí của họ trong xã hội, cho nên những gia đình rất là đầu tư về phần đám cưới cho con. Trong khi đó, những đám cưới phương Tây thì ưu chuộng ngoài thiên nhiên rất là nhiều, nghiêng về phía sự thanh lịch, sự sang trọng và sự nhã nhặn. Những đám cưới ở các nước phương Tây thường tổ chức ở các resort, những bãi biển hoặc trong khu rừng, thậm chí ngay trong vườn của gia đình mình. Người phương Tây quan niệm rằng đám cưới là sự kết hợp giữa hai tâm hồn, mang tính cá nhân hơn là về phía gia đình. Một số cặp đôi còn chọn kết hôn trong kỳ nghỉ du lịch của họ cùng với gia đình và bạn bè thân thiết nhất. Về điểm khác nhau thứ tư đó chính là cách sử dụng dịch vụ Wedding Planner. Theo quan niệm truyền thống thì người phương Đông rất ít khi sử dụng dịch vụ Wedding Planner hay là những người tổ chức tiệc cưới chuyên nghiệp. Vì theo quan niệm của họ, trong đám cưới sẽ có sự giúp đỡ của gia đình và bạn bè thân thiết nhất. Tuy nhiên, vào những năm trở lại đây do du nhập nhiều nền văn hóa phương Tây vào, thì Việt Nam mình
rất là ưa chuộng về dịch vụ wedding planner. Trong khi đó thì tại những nước phương Tây, họ đã quá quen thuộc với dịch vụ wedding planner do văn hóa wedding planner xuất phát từ những nước phương Tây. Về phần thứ năm đó chính là về trang phục. Ở Việt Nam thì những chiếc áo dài truyền thống được sử dụng trong lễ ăn hỏi, lễ gia tiên và rất là được người Việt trong nước ưa chuộng cũng như những người Việt ở nước ngoài. Nhiều cặp đôi đã thay đổi một chút tiểu tiết trên những chiếc áo dài truyền thống hay còn gọi là áo dài hiện đại để phù hợp hơn với sở thích của họ. Màu đỏ chính là màu mang lại hạnh phúc và niềm may mắn cho một đám cưới truyền thống của phương Đông. Chính vì thế màu đỏ được tận dụng rất nhiều ở trong trang phục của cô dâu hoặc là những nơi trang trí. Ngoài ra áo dài còn có nhiều sự lựa chọn màu khác như màu vàng, màu trắng hoặc màu hồng, màu xanh. Có rất là nhiều sự lựa chọn màu cho áo dài. Ngoài ra màu vàng còn có quan niệm là màu của vua chúa từ hồi xưa. Trong tiệc cưới thì cô dâu Việt thường mặc áo đầm trắng theo phong cách của các nước phương Tây. Và số lượng áo cưới hay màu sắc của cô dâu mà tùy theo nhu cầu và sở thích của cô dâu. Trong khi đó thì những cô dâu Mỹ thường mặc trang phục màu trắng, trắng nhạt hoặc là màu bạc. Vì sao một cái áo cưới phải là màu trắng? Màu trắng đã từ lâu tượng trưng cho sự khiêm tốn, thần khiết và trinh nguyên. Chiếc váy cưới cổ điển toàn màu trắng đầu tiên được nữ hoàng Victoria của nước Anh mặc vào năm 1840 khi nữ hoàng kết hôn với tình yêu lớn nhất của đời mình. Đó chính là sự khởi đầu của một cuộc hôn nhân lãng mạn và thành công. Khi hoàng tử Osbert qua đời 21 năm sau đó thì nữ hoàng Victoria của nước Anh đã để tang ông suốt cuộc đời còn lại của mình. Trong một đám cưới thì có rất là nhiều trang phục đã thay đổi. Một số cô dâu thì ưa chuộng những trang phục dễ dàng, thoải mái di chuyển trong bữa tiệc cũng như trong điệu nhảy đầu tiên first dance của họ. Và các bạn có biết thời gian bao lâu để chuẩn bị cho một đám cưới hoàn chỉnh không? Câu trả lời đó chính là một đám cưới hoàn chỉnh từ A đến Z cần 6 đến 1 năm để chuẩn bị. Do đó, nếu bạn đang có kế hoạch về chung nhà với người thương, hãy chuẩn bị kế hoạch từ ngay bây giờ nha! Từ đầu đến giờ, Dung đã giới thiệu với các bạn sự khác nhau cơ bản giữa phong cách cưới giữa các nước phương Đông và các nước phương Tây và thời gian bao lâu để chuẩn bị cho một đám cưới hoàn chỉnh. Cảm ơn các bạn đã coi đến cuối video. Các bạn ơi, hãy comment được nhiều để Dung và các bạn có thể trao đổi với nhau những kiến thức trong ngành cưới nhé! Và đừng quên đăng ký kênh để xem những video mới nhất từ ngành cưới cũng như những video trải nghiệm về travel của Dung nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.